phải làm tài liệu hả cậu? Dạ không, quay chơi vậy mà. Xuân Lộc quá. Giống Lộc Đồng Nai quá à. Luồn xong nhiều quá. Ừ. Ăn uống kiểu gì đây? Ráng mà ăn vào. Có đi có đi xe sát được không? Ai muốn còn một số à? Được 24 lon à? Ai muốn rồi hả? Đỡ gót ra nha. Tối hôm đó đói XML. Ta. À, đúng rồi. Tiệm gì vậy? Quay đang quay hả? Dạ. Tụi nó câu Nha Trang. Đều mới ngang ngang đủ loại luôn. Dạ sống hơn cá luôn. Con này giờ mấy đây SV. Trước đâu có mấy ngang gì đâu, giờ quá giờ lại mới ngang. Ở đây gì? Có mét nào cũng có đi. Lùa quá trời luôn. Quá trời luôn luôn. Lô lô tốt nó là 250-270 lộ là không hư như kéo. Con phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố, xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu. Bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn nhẫn là vết ố, nên vì thế tao dùng cỏ khô tẩy rửa đi hết những điều thống. 2 hours later. Mày có mì không anh? Bánh không. Yeah. Có sườn không? Có. Bánh sườn nha. Yeah. Yeah. Sườn, sườn. Sườn rồi. Dạ. Yeah. À, đi quay phim cho nó. Mì của nhà mình làm luôn chứ không có đi mua. Nhà mình làm ra sợi mì luôn. Mì là mì tươi. Đây là bắt tốt rồi. Giờ ít bánh. À, không có lấy xương đâu. Ủa, ăn độc đáo vậy? Nó hơi bị ngon. Hơi bị ngon. Mì rất ngon, mọi người có ghé Nha Trang thì ủng hộ nha. A à, hi hi. Quay. Anh thấy là một nghệ sĩ. Có nào em đi học đạo diễn đi. Gì vậy? Hey.
nay coi coi phải là đâu năm sáng nay sao coi cái trời không coi rồi chứ. Ủa thì chạy ra kêu chạy đấy cứ anh chạy anh ra. Anh đi chọi nhóm 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 ra kêu cho đi 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 chọi lóc anh đi quân lóc đi con lóc con lóc đi con lóc đi rê cái lóc vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay coi chứ như vừa rồi cái ngồi nhiều cơm mà anh rồi cái tài thuốc nữa nè cái tài thuốc nghe chí nó chọn cái mặn này liền nghe tài thuốc đi ra đi anh bên nói gì à ngào đó anh rồi lúc lúc trong đấy chặt 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 vô ghê luôn. Chỗ này là dính con 25 ký không? Trước mũi rồi, lên mũi rồi.
đánh vào phải đi. Lấy cái mũi qua phải. Đánh vào đây nè. Lên đi. Rồi, mũi cái khóc. Ra ngoài khỏe. Qua phải không? Hay quá chị ơi. Chơi nó chị ơi, à, cái đầu. Bật ra, đang quay. Má chụp cái sẽ lòi đầu ngoài. Rồi, đúng vậy đó. Rồi lấy cái đầu ra nữa đi chú Tư ơi. Lấy đầu ra ngoài chút đi. Rồi, lên đi. Bật á. Đừng dương cần quá. Đây, có rồi. Cất giùm em đi, em quay phim cho nó. Quá phải. Anh Hằng qua đây trước này. Quá phải. Lấy mũi qua phải. Lùi đi. Đúng không? Chờ cái bíp. Có quay lấy chưa? Rồi đang quay. Mày đi vậy? Chơi nó đây. Chưa thấy bóng nữa. Quá nữa, vô rồi. Lên mũi đi Trí. Lên mũi vòng qua đây đi. Nó dừng ra. Nó đứng ngay đây mà. Quay đi, tao cũng nghĩ lắm rồi. Tao chạy đi nữa chứ ơi, tiếp đi. Mũi chân nó căng kìa. Mày quay nó cầm đi, mày nó biết rồi. Đang quay. Thấy rồi đó. To lắm. Thấy rồi, bự á. Bự lắm á. Lên đi chị ơi, thấy rồi. Thấy rồi. Rồi, 1 ký á. Rồi, bự á. Ừ. Ô, 20 ký. Lên đi. Lần sau mình. Đừng có cao cần quá mày. Hạ xuống luôn. Ừ. Rồi lên rồi. Ấy da. Bè. Quịt. Con này bự á. Bự lắm chị ơi. Sướng quá chị ơi. Trời ơi đủ. Ấy. Trời ơi. Lên đây. Con này có hơn 20. Con này mười mấy ký à? Dữ rồi. Con mày nó mọc. Tập bay cái nữa ơi. Con đá mày à. Chục lưng. Mười mấy 20 ký ít đâu. Giỡn hoài. Mọc lắm rồi. Mọc con cô cũng bị mà. Chơi đi, gì chơi đi. Chơi. Ủa mà cho nhẹ chứ người ta. Đây ngoài. Nhậu qua thu. Ê, vừa rồi. Nhóm tôi đi. Giữ lên nhau. Đâu là la bò. Thu hay nhồng gì anh Dung? Không biết cái gì. Chạy ghê lắm á. Cá biển. Chỗ này cũng có cái thu nha. Có. Đi quay đây luôn. Theo lụi vui à? Đang chuẩn bị ra thi đồ gì đó. Chị ơi.
Xin đây xin, nha. Đúng đây nha. Cái con lui nhỏ nãy vô. Ừ. Nhỏ thì không có nhỏ mắt cả nhỏ. Cái bệnh chết luôn. Đến Du thể hiện đây. Đánh 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 đây anh Du đây. Đánh 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 đây anh Du đây. Đưa đến nè. Có không anh? Mà không còn cái cá nhỏ cho rồi. Cái gì con nhẹ quá. Không nhẹ đâu, không nhỏ đâu. Mẹ lôi ghê thiệt chứ. Ê. Đó, của em chứ thấy nó lôi một tới đi hướng trở lại luôn. Còn ta? Em có vô gì vậy? Chắc cá nhồng quá. Mất rồi. Vô rồi. Ủa nó đi tới rồi chưa? Còn chưa? Lâu vậy? Vô tới. Ủa. Cá thu nha. Thu được không chứ? Thu. Cá thu. Thu nha. Anh lùi lại. Đây thu. Rút ăn cơm rồi nha. Rồi. Yeah. Lùi. Từ nha. Rồi thả chân. Rồi. Cái dao lật lại đỡ đúng không? Dạ đúng rồi. Quá thu tay lên nghe mới chịu á. Spanish mackerel. Ủa cái này đừng đỡ khói, đừng gót, đừng gót. Cái này qua hù hả? Không. Việc lấy dao anh kìa. Lấy dao anh. Sâu em á. Gọt xong lại gõ cho. Đạp chặt. Có cá ăn cơm rồi nha. Spanish mackerel. Ủa Chinese đúng không? Rớt cái hậu rồi. Rồi ok em. Quên cầm cái dao, Đây à. Rớt cái dao. Rồi vô ha. Cắt cơ bơi. Không đúng rồi nào. Rồi đưa lên. Em ngoan vô ơi. Anh lột chỗ. Lột chỗ. Quay phim cánh vô. Đẹp ghê luôn. Đẹp không có tác dụng. Bãi đẹp quá. Đừng gối lên Quân. Trời vô mà già này có đâu chứ già nó không có đâu đâu. Hai cái bay cái bên nó dài lắm. Quanh cái mũi vô. Không cần đâu, đừng có đánh cái vòng vòng bãi thôi. Bơi, nhấc cái mông lên, bơi. Đấy, đây là nhà anh Quân nha. Đổ thắng cái cường thôi.
to lắm á. Dạ cuối à, dạ cuối à. Lâu cây lên luôn à. Dạ cuối à. Má nói dạ cuối luôn mà, đứng dưới đây thấy luôn mà. Anh ngồi cho anh thấy nó mà. Em cũng thấy luôn mà, có quay phim này nè. Anh ngồi cho anh thấy mà. Chân trắng thế, đéo có nốt mũi đốt luôn, chân trắng thế.